sử. Tuổi Tý đại diện cho sự thông minh, sáng tạo. Tuổi Sửu tượng trưng cho sự cần cù, chịu khó. Trí tuệ đồng hành cùng siêng năng, ắt đạt thành công. Đề bài của Tý Sửu là vị chua. Xin mời đội chua. Không biết là trên này có cái gì đây nhở? Ngày hôm nay là bọn con mang đến sân khấu của chúng ta là món thịt chua. Một sự lựa chọn rất là đặc biệt. Nói đến chua là chúng ta nói đến vitamin C, tăng cường sức đề kháng, trẻ hóa. Trong cái mâm cỗ ngày Tết không bao giờ thiếu được vị chua. Hôm nay chúng con lại giới thiệu đến đây một món trong mâm cỗ của người Tuyên Quang ạ. Tất cả các cô gái ở đây con nghĩ là cũng thích ăn đúng chua. Đúng rồi. Và đến một cái thời kỳ nữa là còn thích ăn chua nhiều hơn, đó chính là thời kỳ thai nghén. Và không phải là các bạn nữ đâu, cả những người đàn ông muốn thon gọn thì chúng ta nên tăng cường bổ sung vitamin C thông qua những món ăn có vị chua. Con thấy cụ bà nãy giờ là nuốt nước miếng ừng ực, mời cụ phát biểu. Phải nói là các cụ là cũng... Này, theo kịch bản là đến tôi, cả hai thành viên của đội chua đều nói rằng chua là không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi chấp nhận điều này. Dạ. Nhưng mà nhiều khi chua quá ấy, cái người bên cạnh ấy là cảm thấy là người ta không sống được đâu. Cho nên bây giờ ấy thì... Này, chua cái mâm cơm này sao cứ nhìn sang bên này là thế nào nhỉ? Ông ám chỉ gì đấy? Tôi chả ám chỉ gì sắt. Mời bà bước lên đây. Đúng rồi, ngày xưa các cụ nhà mình nghèo khó ấy, trong nhà không thể thiếu được vải dưa vải cả. Đang nói chúng ta lại đưa đũa thế này, ý là bịt mồm bịt miệng vào đấy hả? Thịt chua cái món này cụ thích này. Ngóng 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 ngóng. Cụ ơi, cụ ăn rồi nhá, cụ nhớ chấm cho chúng con rồi nhá. Rồi, yên tâm. Dạ. Nhầm 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 nhầm. Vừa ăn miếng thịt chua mà đúng là cái vị nó khác hẳn. Trên mâm cỗ nhà tôi ý, nhà mình luôn, trên mâm cỗ nhà mình ý, có cái món rất là ngon, đó là dưa hành. Trời ơi, dưa hành sao nó ngon. Không chỉ hành mà cả dưa, mà không riêng dưa mà có cả hành. Giữa sân đình, giữa sân làng, tôi xin tuyên bố bà nhà tôi muối dưa ngon nhất miền Bắc, mùi vị đặc biệt nhất miền Bắc. Yeah. Bà nhà tôi muối dưa không khú không lấy tiền. Muối đấy là hơi bị khó đấy cụ ạ. Ông cứ chê tôi đi. Đấy là nói về ẩm thực. Nhưng ta không nghĩ là với ông gần đấy năm giờ ông bôi nho chắc chấu từ giữa mặt bản dân thiên hạ thế này. Lễ hội như này ông bảo tôi muối dưa khú à? Ông sống với tôi như thế mà được à? Ông lại... Trước mặt mọi người, trước mặt mọi người. Cái làng này nhiều người chuông qua như thế chứ tôi là không nằm trong cái dạng đấy. Dưa tôi kho cá là ngon lắm. Rồi. Vừa nãy mình ăn đây này, có măng chua khác, thịt chua khác, dưa chua khác. Đúng. Nhưng cái khác đấy tựu chung lại như chị nói. Ngoài cái việc đó là vitamin C ra. C. C. Ngoài việc đó là vitamin C ra. Trong cái mâm cỗ ngày Tết thì cái vị chua giúp cho chúng ta dễ tiêu hơn. Và chúng ta ăn được nhiều món hơn. Và ngon miệng hơn, có đúng vậy không các cụ không các bạn? Vâng ạ. Cái thời gian vừa rồi ấy, khán giả xem truyền hình thì phải nói là cái vị chua trong vai mẹ chồng thì tôi cũng phải gọi chị Lan Hương bằng mẹ. Sau cái vị chua của mẹ chồng ấy thì bây giờ ít bà mẹ chồng chua lắm cụ ạ. À thế đấy. Là chứng tỏ là vai diễn của chị là khả năng tẩy rửa rất cao đấy. Dạ, chuẩn. Nhiều gia đình là vui bất thình lình lắm rồi đấy ạ. Chua ở trong ẩm thực của Hà Thành là không bao giờ thiếu. Vùng nào, miền nào thì người ta đều có những cái phong tục nhất định. Mỗi một vùng có một loại để nó tiêu hóa hết cái độ đạm trong cái mâm cỗ. Phúc ơi, có rất là nhiều món ăn có vị chua ở trong đó. Và Phúc nhớ nhất món gì? Đó là một cái món cơm mà em để lâu ngày. Cái nồi cơm đấy mình để quá lâu rồi. Mở ra thì mình có thấy cái mùi, nhưng mà mình vẫn cố để mình ăn thử để xem nó như thế nào. Cơm mà người ta để chua, các cụ ngày xưa còn dùng là để nuôi mẻ. Nấu rất là nhiều món, ví dụ như nấu ốc, nấu cá. Có rất là nhiều món, phải có mẻ thì mới ngon.